Vâng, nếu mà chúng ta không biết gì thì đừng nói gì thêm cả, ok? Thà im lặng còn hơn là nói ngu, là nói sơ hở ra cộng đồng nó thịt chúng ta tiếp. Rồi, một cái bước tiếp theo chúng ta cũng cần quan tâm đấy là chúng ta cần phải kiểm soát đám đông, đúng không? Thì các bạn biết rồi đấy, mạng xã hội, cộng đồng mạng, đúng không ạ? Những Facebooker, YouTuber, rồi thì Hot Girl, rồi thì những người nổi tiếng KOL, vân vân, là những người rất là năng động, rất là sáng tạo, đúng không ạ? Rất là có trách nhiệm. Và đôi khi họ cũng hành động vì những cái lợi ích nào đó mà chúng ta có thể thấy ngay được và cũng có thể không thấy ngay được, đúng không ạ? Bạn cũng không thể kiểm soát được hàng nghìn phóng viên báo chí đang cần những cái tin hot on hot để đăng view, để tăng view cho cái tờ báo của họ, để cho công việc của họ, đúng không ạ? Bạn cũng không thể nào chống lại được gần 60 triệu tài khoản Facebook ở Việt Nam, đúng không ạ? Gần 300 trang tin tức và mạng xã hội, các diễn đàn ở Việt Nam và chưa kể trên thế giới họ đưa lại nữa, đúng không ạ? Bạn cũng không thể nào chống được một cái cộng đồng mà đầy thông minh, đầy trách nhiệm và đầy đạo đức ở trên mạng Internet hiện nay, đúng không? Người ta có một cái câu nói là ở trên mạng xã hội thì tôi thấy những con người đẹp hơn, xinh hơn, thông minh hơn và đạo đức hơn, đúng không ạ? Trong một cái ngoặc kép nào đó thì tất nhiên nó sẽ có một cái số lượng nhất định và không phải là tất cả, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái việc kiểm soát đám đông là vô cùng khó. Cho nên là kể cả chúng ta có một cái đội quân rất là lớn, hay là chúng ta có thể chi ra rất nhiều ngân sách, thì chúng ta cũng rất khó để có thể kiểm soát cái việc này. Cho nên chúng ta sẽ cố gắng là thay vì che giấu, thay vì chống đối, thì chúng ta hãy hợp tác, đúng không ạ? Chúng ta hãy hỗ trợ phóng viên, báo chí, truyền thông, cộng đồng mạng để xử lý về các cái vụ việc của chúng ta một cách tốt nhất, đúng không ạ? Trong một số tình huống thì chúng ta sẽ tạo ra cái cuộc họp báo hay là những người phát ngôn thay ra chúng ta để xử lý hết những cái việc đấy. Thì chúng ta nhớ rằng là có thể là đối với mỗi một cái vụ việc, ví dụ như là về chính trị, về kinh tế, về môi trường, nó khác nhau, nó sẽ có những cách khác nhau để chúng ta xử lý. Vâng, cuối cùng đấy là chúng ta sẽ cần phải tạo ra cái sự đồng cảm, sự thấu hiểu và giảm nhẹ hậu quả cho chúng ta, đúng không? Thì với bất kỳ một cái giải pháp hành động nào thì chúng ta cũng đều phải hướng tới cái sự đồng cảm, thương cảm đối với chúng ta, với vai trò chúng ta là một nạn nhân. Đó là một tai nạn không may, đúng không ạ? Đó là một sơ suất không ai mong muốn, đó là cái gì đó của tuổi trẻ. Vâng, thì chúng ta sẽ đưa ra những hành động, những lời nói, rồi thì ngôn từ làm sao nó tạo được thiện cảm nhất, đúng không ạ? Và giúp cho cộng đồng cảm thấy yêu mến chúng ta, dễ dàng chấp nhận những cái lời xin lỗi của chúng ta nhất, được chưa? Chúng ta hãy hỗ trợ các nạn nhân, hỗ trợ các khách hàng một cách tốt nhất để tìm kiếm cái sự thông cảm. Chúng ta hãy hỗ trợ các phóng viên, các cái trang báo điện tử hay là các cái admin của các fanpage để họ tìm ra được những cái thông tin nếu như mà có lợi cho chúng ta. Chúng ta hãy hành động có trách nhiệm và chúng ta hãy xin lỗi. Hãy học cách của người Nhật, đúng không ạ? Khi mà lỗi lầm xảy ra, họ sẽ cúi gập người xuống và họ xin lỗi và họ sẽ tìm cách khắc phục, chứ không phải là họ đổ lỗi rồi họ loanh quanh rồi họ che giấu, họ bao biện. Với cách xử lý của người Nhật, các bạn thấy đấy ạ. Vâng, các vụ việc người ta sẽ rất là dễ chấp nhận. Hay là kể cả như Samsung, họ cũng có những cái vụ bê bối liên quan đến nổ pin, đúng không ạ, của một cái dòng điện thoại Samsung Galaxy Note đó. Thế nhưng mà họ xin lỗi, họ thu hồi, họ bồi thường cho khách hàng, sau đó họ cải thiện sản phẩm và họ lại tặng lại, họ lại bán rẻ lại cho khách hàng. Thì qua vụ việc thì nó không những không bị khủng hoảng mà nó lại còn tăng được cái yếu tố lòng tin lên. Nhưng mà đấy là cái cách xử lý của những gã nhiều tiền, cách xử lý của những gã chuyên nghiệp, và họ sẵn sàng là làm những cái điều tốt nhất cho khách hàng của họ, có trách nhiệm và có tâm, có đức đối với công việc đó. Ok, thì tôi xin phép tạm dừng cái bài học này ở đây, cũng tương đối là dài hai phần đấy ạ. Và chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong những bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.